Bữa nay em được ba con giặt nha anh em. Bữa nay lại móm băng, cái đồng em nó băng quá, đánh không nổi. Giặt nó lên nó tạt ông kia không à. Cả cả năm nay em chưa thấy đi nhiều. Các năm em đánh bữa ba bốn chục con đánh đồng nhà vẫn cứ được chim, mà năm nay tính tổng cộng cả 2 tháng rồi em mới được có 30 con thôi. Bữa 3 con, bữa 2 con đánh nó nản quá. Tích với cả tuần nay, cả tháng nay luôn, đánh chưa được con gì cả. Nó buồn thật. Con đỏ nhỏ.